Rạng sáng 10 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến căn cứ quân sự gần thủ đô Washington đón 3 công dân Mỹ từng bị Triều Tiên giam giữ. Ông cảm ơn lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un đã phóng thích 3 công dân Mỹ này và bày tỏ lạc quan về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa hai người. 3 công dân Mỹ được phóng thích sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến thủ đô Triều Tiên. Tại căn cứ quân sự Andrews, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania lên máy bay chào đón họ trong khoảng 5 phút trước khi họ bước ra ngoài, bắt tay Tổng thống và vẫy chào các phóng viên và quân nhân. Ông Trump phát biểu sau khi gửi lời cảm ơn ông Kim đã phóng thích họ, rằng, thành thật mà nói, trước đây chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra, vậy mà nay đã thành sự thật. Tổng thống Trump nói, ông tin rằng ông Kim muốn đưa Triều Tiên vào thế giới thực và hy vọng một bước đột phá lớn trong cuộc gặp sắp tới. Ông Trump nói, tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội rất tốt để làm điều gì đó rất có ý nghĩa. Ông nói tiếp, thành quả đáng tự hào nhất của tôi sẽ là khi chúng ta giải trừ hạt nhân toàn bộ bán đảo, và sự kiện ngày hôm nay là một phần của thành quả đó. Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết, 3 cựu tù nhân sẽ được đưa đến quân y viện quốc gia Walter Reed ở bang Maryland gần đó khám sức khỏe.